Chào bạn. Ngày xưa bạn dùng Yahoo. Dạ em không có. Em không có chị. Ôi thời đấy thì ai chả chắc Yahoo. Thế ngày xưa bạn có bao nhiêu cái nick? Nói chung là đôi cả. Nick Yahoo của bạn là gì? Ngày xưa em thì mặt em nói chung là khá là dâm nick. Em đặt cái nick làm tình ship trừ ship trừ ship trừ. Trên mọi địa hình. Bạn có làm tình với anh nào này? Trên mọi địa hình, muốn hình của anh. Đẹp trai vãi đái, ship trừ là sát gái vãi lều. Ở trong toilet, ship trừ gào thét tên em. Nick độc nhất thì là nằm trong sở thú, ship trừ gào rú tên em. Còn một cái nữa, cái này là liên quan kỷ niệm này. Mất Hello Kitty, ship trừ 2022. Nick Yahoo ngày xưa của em có nhiều nick lắm, nhưng mà em nhớ mỗi một cái nick là Trần Rớt, ship trừ tối thượng. Bạn gái thì Boy, ship trừ Killer, ship trừ 99 này. Còn các bạn bè thì Sát thủ, ship trừ Giết gà, ship trừ 99. Em có một nick tên là Đại ca Tuấn Gia Cầm, ship trừ ghê gớm. Cái nhà quê nhìn khoe lòi mắt, ship trừ 9900. Nick đấy là mình mất rồi. Bạn có thể bỏ khẩu trang giống mình chiêm ngưỡng dung nhan của bạn được không? Cái nick đấy mất rồi thì bạn dùng nick nào mới? Nick mới là treo lên cột điện, ship trừ thể hiện tình yêu. Thấy đây có chó ship trừ ngoài, tưởng đó là em. Người yêu em giống với con đấy à? Không, thôi em đặt một cái nick để nhiều bạn nữ bọn nhìn thấy một nick bá đạo là muốn kết bạn với em ấy. À thế à? Nhiều bạn nữ bọn nhìn thấy một nick bá đạo là muốn kết bạn với em ấy. À thế à? Nick của mình sẽ đặt là chỉ tay lên trời, ship trừ hận đại vô đối. Sao bạn bất mãn thế à bạn? Thì từ trước giờ mình chơi game hầu như toàn thắng rồi. Em thích như thế gọi là khỉ sặc cành tre. Khỉ sặc cành tre. Tiến về phương Nam, tiến về phương Nam. À rồi. Tiến về phương Nam, tiến về phương Nam. À rồi. Sứa thì chữ có lý do gì để em chọn cái này không? Trước khi em biết con sứa của quả não thì thấy được cả đường. Trước khi em biết con sứa của quả não thì em thấy được cả đường. Em tự nhận mình có sắc gái không? Sắc trai chứ. Sắc trai chứ. Tại sao em có nick đấy? Tại vì hồi đấy dịch vụ mất em lại là đại ca của lớp nên là em đặt thế luôn. Đợt đấy là kiểu đi chơi xong rồi mất cái xe đạp Hello Kitty ấy, thì nói chung là cũng hơi hận đời với bị bố mình. Đấy là bố mình làm thợ điện ấy. Nên là mình muốn thể hiện tình yêu với cả bố. Sáng nay thì qua đây bạn có muốn lời gắm gì đến các game thủ trên đấu trường nội địa và trong nước? Mình gửi gắm đến các bạn hiện tại bây giờ mình đang chơi game liên minh hiện tại ấy. Thì mình gửi gắm các bạn danh thách đấu, đặc biệt là top 1 ấy. Kéo mình danh từ đồng ăn lên thách đấu, mình vui ạ. Thế mà hóa ra không có đối thủ đây là không có đối thủ gánh hả bạn? Vâng, không có ai gánh được mình.